Và lại xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào anh chị em trong và ngoài nước. Kính chào tất cả anh chị em trên diễn đàn.
Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Để hôm nay thì Pha có thông báo, Pha sẽ đọc để gửi đến cho tất cả đồng bào trong và ngoài nước. Nhưng mà trước khi bắt đầu chương trình, Pha xin kính mời, cũng như thường lệ, chúng ta muốn nghe một bài hát rất là quen thuộc. Việt Nam Đào Minh Quân. Dạ, xin mời. Bây giờ Pha mời tất cả anh chị em cùng nghe ngâm thơ. Cũng như thường lệ thì Pha có gì thì chia sẻ cho tất cả anh chị em cùng nghe. Mời tất cả anh chị em cùng nghe bài thơ Hẹn. Bài thơ Hẹn của Nam Quân. Ta trở về đây đất nhớ ngày, thuở Lam Sơn dày ngọn cầu là bài thơ Hẹn đó. Cái bài thơ này thì ít nhiều gì Pha tin chắc rằng tất cả anh chị em cũng đã từng nghe.
Ta trở về đây đất nhớ ngài, nhớ thở Lam Sơn dần ngọn cờ bay. Cái bài thơ này anh kêu gọi tất cả người Việt Nam của chúng ta hãy cùng nhau dẹp họa này. Để xem là Pha có cái bài thơ này, Pha sẽ đọc lại cho tất cả anh chị em cùng nghe. Thì bây giờ tất cả anh chị em Việt Nam của chúng ta đó, chỉ cần đoàn kết lại là sẽ cùng nhau dẹp được họa này. Cái họa cộng sản này chỉ có người Việt Nam, với tinh thần bất khuất của người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta mới dẹp được họa cộng sản. Và hiện nay chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã sắp giải thể được Cộng sản Việt Nam. Nên hôm nay Pha có thông báo để đọc cho tất cả anh chị em cùng nghe thông báo mới nhất từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, để cho anh chị em Việt Nam của chúng ta thấy là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân 30 năm đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam đã có một tiến triển rất là quan trọng, mà phải tin chắc rằng tất cả người Việt Nam của chúng ta ai cũng muốn ngày đó cả. Tuy rằng trong và ngoài nước không có ủng hộ hết Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, nhưng mà ai cũng mơ ước tự do, nhất là những người ở trong nước đang sống với chế độ Cộng sản Việt Nam mà không dám lên tiếng, không dám nói, không dám mơ ước cái gì cao xa, không nghĩ rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được tự do. Tại vì anh chị em nghĩ là nếu mà thay đổi một thể chế, hóa đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta, thì nghĩ rằng chúng ta phải làm một cái việc gì to lớn lắm. Nó giống như là phải có quân sự, phải có bom đạn, phải có vũ khí thì chúng ta mới có thể giải thể được Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà thời đại đã thay đổi. Chúng ta chỉ cần có một người lãnh đạo có trí tuệ và trí huệ sẽ dìu dắt chúng ta đến bến bờ tự do. Nếu chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào vị lãnh đạo đó, với cái tấm lòng yêu quê hương vô bờ bến, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tổng thống Đào Minh Quân đã ra sách lược chiến lược để mà giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, mà muốn lấy lại đất tổ không làm khổ dân, và kêu gọi những đảng viên Cộng sản hãy bỏ Cộng còn Việt và Việt không giết Việt. Đó là đường lối nhân từ và đạo lượng nhất mà từ trước tới giờ Pha tin chắc là anh chị em chưa có nghe qua một nhà lãnh đạo nào, một người nào mà từ ở xa xôi bên kia bờ đại dương mà kêu gọi về trong nước hay khắp nơi trên thế giới những người Việt tha hương cầu thực, những người Việt mà bỏ nước ra đi trước năm 1975 khi mất nước miền Nam của chúng ta. Tại vì đất nước Việt Nam của chúng ta nó quá đau khổ, người dân Việt Nam đã quá khổ. Bây giờ chúng ta muốn cứu nước, muốn giải thể Cộng sản Việt Nam thì chúng ta phải khác họ. Người dân thì đã khổ mà Cộng sản thì quá ác. Thì hai cái đó gộp lại là anh chị em đã thấy là nước Việt Nam nó quá thê thảm luôn. Mà vì đất nước quá thê thảm nên chúng ta phải cần một người lãnh đạo, phải cần một người có tấm lòng đạo đức, làm sao xóa bỏ được cái vết tích đau thương đó, làm sao để giải thể Cộng sản mà không qua kinh qua một cuộc chiến tranh đẫm máu như từ hồi trước tới giờ trong lịch sử mà chúng ta thường hay thấy. Chúng ta cứ nghĩ là muốn giải thể Cộng sản Việt Nam thì chúng ta phải có bom đạn vũ khí tối tân thì chúng ta mới đánh được. Nhưng mà hiện nay cái thời buổi văn minh khoa học nó tân tiến, chỉ cần chúng ta có người lãnh đạo dựa theo cái văn minh tân tiến đó mà có thể dìu dắt chúng ta. Nên anh chị em đã thấy là cái hệ thống trưng cầu dân ý mà của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là nó đã không giống ai rồi. Tức là chưa có ai làm
Có thể họ làm được nhưng mà họ không bao giờ nghĩ đến. Tại vì họ nghĩ những cái chuyện nó quá to lớn mà không ai nghĩ những cái chuyện nó rất là đơn giản và nó nhẹ mà nó nhỏ mà có thể làm được những chuyện mà phi thường to lớn. Nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân á, thì nghĩ rằng từ những cái chuyện rất là nhỏ đó, nhẹ nhàng đó sẽ giúp cho người dân Việt Nam của chúng ta dễ dàng tiếp nhận, dễ dàng làm mà không có sợ Cộng sản phát hiện. Vì Cộng sản Việt Nam không bao giờ cho chúng ta tự do, không cho nói, không cho làm, không giống như một thể chế nào khác. Đã nói là Cộng sản độc tài thì dĩ nhiên là không có muốn ai làm cái gì mà trái ý họ được. Vì Cộng sản độc tài ác độc thì phải có một người làm sao khắc chế được Cộng sản qua công pháp quốc tế, qua những gì mà chúng ta nghĩ là nhẹ nhất, ví dụ như trưng cầu dân ý. Tất cả các nước tự do đều trưng cầu dân ý, hay là bỏ phiếu để ủng hộ một vị tổng thống, hay là để chọn một vị tổng thống, một vị thủ tướng nào, thì vẫn qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì anh chị em thấy là mỗi một cái nước như vậy, khi họ trưng cầu dân ý hay là họ bỏ phiếu để mà bầu cử ứng cử, thì họ phải đi lại cái thùng thơ, hay là họ phải đi lại cái văn phòng để họ sắp hàng, rồi họ lại là họ nói cái tên. Có khi á, những người kiếm không ra thì họ còn phải đưa bằng lái ra nữa. Rồi họ chọn cái tên cho chúng ta, họ phát cho chúng ta vài lá phiếu, rồi chúng ta ngồi đó gạch. Xong rồi thì mới bỏ vô cái thùng. Thì những người mà kiểm soát phiếu thì họ phải đổ mấy cái thùng đó ra, rồi họ phải lựa theo thứ tự. Tại rất là nhiều đảng phái, màu xanh, màu đỏ, màu vàng chẳng hạn, nên nó rất là công phu và mất rất là nhiều thời gian. Mỗi một khi mà có bầu cử đó thì cả một ngày hay hai ba ngày sau đó, chúng ta mới kiểm được hết phiếu. Nhưng mà qua cái hệ thống trưng cầu dân ý tối tân và hiện đại của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, nó rất là đơn giản. Anh chị em chỉ cần vào đường link trưng cầu dân ý viết tắt .us thì anh chị em điền hết tất cả thông tin y như anh chị em bỏ phiếu. Thì anh chị em chỉ cần bấm đi là anh chị em đã gửi đến cho Trung ương, là nơi dự trữ cái kho phiếu mà khổng lồ mà tất cả người dân Việt Nam, mỗi người một bàn tay gửi vào đó. Để Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân gửi qua Liên Hiệp Quốc, nói chuyện cùng Hoa Kỳ, cùng mấy chục nước Liên minh Âu Châu, để mà bàn chuyện, để nói cho Cộng sản Việt Nam biết rằng họ phải bàn giao chính quyền. Tại vì đó là lòng dân, tiếng nói của lòng dân không có muốn sống với chế độ Cộng sản nữa. Nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ cần Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc chỉ cần bấm vài nút thôi là đã chuyển đến Liên Hợp Quốc, đã chuyển đến nơi mà chúng ta cần họ nói lên tiếng nói cho chúng ta, là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì anh chị em thấy nó rất là đơn giản, là nhẹ nhàng, nó không nặng nhọc gì cả. Chỉ cần người dân chúng ta mạnh mẽ lên, vào hệ thống trưng cầu dân ý, điền tên, họ, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, Facebook chẳng hạn. Nếu anh chị em có số căn cước thì anh chị em điền vô. Nếu anh chị em điền đầy đủ thì anh chị em bấm gửi đi. Anh chị em phải trả lời 3 cái câu hỏi. Một là tôi ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân giải thể Cộng sản Việt Nam. Hai là tôi muốn gia nhập chính phủ hay là không, trong đó có hay là không. Thì anh chị em chỉ trả lời, nếu anh chị em muốn có thì anh chị em bấm có, còn không thì anh chị em bấm không. Và những thông tin mà anh chị em điền đó là sự thật. Anh chị em trưng cầu dân ý, nói lên tiếng nói trước, nhưng mà anh chị em muốn có căn cước của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa thì anh chị em phải làm một cái thủ tục hồ sơ khác nữa để xác nhận đúng là anh chị em hay không. Tại vì khi chúng ta điền vào hệ thống trưng cầu dân ý, tuy là anh chị em điền hết, nhưng mà sự thật là anh chị em có phải là người đó hay không, ai cũng có thể vào điền. Có nhiều khi họ vô, họ có tấm lòng yêu nước nhưng mà họ sợ Cộng sản thì họ điền, nhưng mà tên tuổi nó không có đúng. Thì khi chính phủ cấp phát cái thẻ căn cước
phải nhờ anh chị em điền lại cái hồ sơ và xác thực chứng minh rõ ràng là anh chị em là người đã trưng cầu dân ý bằng cái mã số mà anh chị em đã trưng cầu dân ý. Nên tất cả người dân Việt Nam của chúng ta nếu có tấm lòng yêu nước thì hãy làm thật. Chính phủ này có thật và muốn tất cả người dân Việt Nam chúng ta phải làm thật và sống thật. Cái thật thì lúc nào nó cũng thắng cả, mà nếu cái gì gian dối thì nó lúc nào cũng đưa cho chúng ta đến nhiều rắc rối. Thí dụ anh chị em điền tên thật, khi mà chính phủ yêu cầu anh chị em làm lại hồ sơ đó, thì anh chị em điền cái số đó vô. Và anh chị em điền đúng như tất cả những gì anh chị em điền thì cái hồ sơ nó là hoàn hảo. Còn nếu như anh chị em điền cái số không đúng, tên tuổi không đúng, thì anh chị em không có dám làm hồ sơ lại. Tại vì anh chị em phải chứng minh rõ ràng anh chị em đúng là người đó thì anh chị em mới được thẻ căn cước của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nên anh chị em nghe thì anh chị em thấy rất là khó, phải không? Tại vì chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa khôi phục lại một thể chế tự do, có văn minh, có khoa học, có đạo đức, có tình thương, thì chúng ta phải làm thật. Cái gì cũng thật thì nó mới bền, giờ bền lâu, chứ nếu mà giả thì nó không có bền. Thành ra Phạm mong rằng tất cả người Việt Nam của chúng ta nếu có tấm lòng yêu nước hãy làm thật, vào đó đóng góp một bàn tay nói lên tiếng nói của mình với Liên Hợp Quốc để Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân dùng công pháp quốc tế để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chúng ta không cần phải khiêng vũ khí, mà chúng ta cũng không cần phải chuyên chở phiếu đi đâu, hay là không cần mướn ai phải làm cả. Cái đó là một điều rất là dễ dàng. Chỉ cần anh chị em có tinh thần mạnh mẽ, dám làm, dám chứng minh là anh chị em muốn giải thể Cộng sản Việt Nam, là anh chị em sẽ giải thể được Cộng sản Việt Nam. Mà nếu anh chị em nào mà có ngày tháng năm sinh, không có ngày tháng năm sinh á, thì anh chị em lấy ngày 16 tháng 2 điền vào, thế vào cái ngày tháng năm sinh mà anh chị em bị mất, không có nhớ. Tại vì Pha biết rất là nhiều người không có nhớ. Tại vì hồi thời đó giặc giả rồi, không có máy để lưu trữ những cái mà con cái thì đông hơn bây giờ. Thành ra có nhiều khi mình hỏi cha mẹ mình hay là chính mình cũng không có nhớ nữa. Nó không giống như bây giờ. Bây giờ chúng ta có máy móc, chúng ta có thể lưu trữ. Rồi có nhiều khi thì những cái bộ nó không có giữ lại thì chúng ta không có ngày tháng năm sinh. Thì anh chị em hãy lấy ngày 16 tháng 2, anh chị em điền vào cái chỗ mà anh chị em không có ngày tháng năm sinh. Nếu mà anh chị em không có điền cái chỗ đó thì anh chị em bấm gửi đi không có được, và anh chị em không có mã số căn cước thì cái phiếu của anh chị em cũng như không. Thì anh chị em lấy ngày 16 tháng 2 điền, và ngày đó là ngày quốc khánh của nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị em có thấy là Đức Quốc Tổng thống Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là ngày 16 tháng 2. Rồi khai sáng Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng là 16 tháng 2. Và ký hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng là 16 tháng 2. Mà Pha thấy cũng lạ là tại sao cái ngày 16, mà cái ngày 16 đó là cái ngày của sinh nhật của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó là một điều kỳ lạ, không biết là các bô lão, những người có tấm lòng yêu nước lựa mà nó trùng hợp như thế nào. Thì cái này Pha chưa có nghe ai nói cả, nhưng mà Pha thấy lạ là nó vào ngày 16. Thì có thể mong rằng cái số 16 này sẽ là đem may mắn đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Tại vì ngày 15 á, là ngày trăng rằm rồi. Thì trăng tròn, ngày 16 trăng vẫn còn tròn. Thì mong rằng cái hình trăng này nó sẽ soi sáng đất nước Việt Nam, và nó luôn luôn tỏa sáng bền vững trường cũ trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngày 16 là ngày tươi sáng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, cũng là ngày sinh nhật của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Hãy cầu mong cho đất nước Việt Nam chúng ta sớm được tự do với nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, với một vị Tổng thống đầy đạo đức, đầy tình thương, sẽ đem tự do ấm no về trên quê mẹ Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ Pha xin đọc thông báo, tại vì có cái thông báo này cũng dài lắm.
Thì bây giờ Pha live stream trước, Pha đọc cho tất cả anh chị em cùng nghe về cái tin tức mà bổ nhiệm tướng lãnh để chuẩn bị về tiếp nhận chính quyền. Có thể anh chị em nghe Pha nói vậy anh chị em không có tin, nhưng mà chính phủ này đã có mấy chục năm nay đã đứng vững trên trường quốc tế, thành ra cái công cuộc cứu nước này bắt buộc phải tiến hành. Chúng ta phải giải thể cho được chế độ Cộng sản Việt Nam thì người dân Việt Nam chúng ta mới thoát khổ được. Chỉ cần toàn dân cùng nhau tham gia trưng cầu dân ý, giải thể Cộng sản Việt Nam rất là dễ dàng, không khó chút nào. Thì bây giờ phải xin đọc cái thông báo. Thôi xin lỗi. Bây giờ Pha xin đọc cái thông báo thông báo ngày 10 tháng 8 Pha xin đọc cái thông báo ngày 10 tháng 8 xin mời tất cả anh chị em cùng nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Hoa Kỳ ngày 10 tháng 8, 2020. Trân trọng kính thưa Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính thưa đồng bào, thưa quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, thưa quý vị tân chỉ huy và quân nhân các cấp, cùng các cán binh Bộ đội Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị công bố danh sách của các tân sĩ quan, những tướng lãnh và các cấp chỉ huy vừa được bổ nhiệm sau những ngày tháng được huấn luyện cam go trong phòng FCC và tại tụ nghĩa đường. Sự bổ nhiệm khẩn cấp này do tình hình khẩn cấp của quốc gia. Các tân sĩ quan ưu tú này sẽ cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa gánh vác công cuộc phục vụ đồng bào, giúp dân cứu nước. Thừa lệnh Đức Quốc Công Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc trân trọng tỏ bài dài quan điểm và đường lối căn bản, hy vọng đón nhận được sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân Việt Nam, của mọi tầng lớp đồng bào, hầu mau chóng giải thể được chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam đương đầu với giặc Tàu xâm lược theo sách lược và cứu cánh không làm khổ dân mà Tổng thống Đào Minh Quân đã cống hiến cho Tổ quốc và đã trường kỳ hy sinh hơn 30 năm nay để lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dưới hoài bão xây dựng một thể chế thật sự tự do, dân chủ, một xã hội an lành, một đời sống hạnh phúc no ấm cho toàn dân Việt Nam. Như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã từng dạy rằng, tà thiết Cộng sản do ngoại lai do Hồ Chí Minh du nhập vào nước ta, đáng lẽ đã bị cáo chung từ lâu, nhưng vì dân ta ngộ nhận, nuôi dưỡng nên mới tồn tại đến hôm nay. Do đó, chỉ cần toàn dân nhận ra sự giả trá của Cộng sản, tất chúng phải bị tiêu diệt. Cộng sản và xã hội chủ nghĩa đã bị đào thải tại Đông Âu và ngay tại Nga, là cái nôi và là trung tâm quyền lực của Cộng sản quốc tế, cũng là cáo chung nhường lại
quyền tự quyết cho dân tộc chọn lựa, thể chế chính trị cho đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vô cùng hoảng sợ trước sự trước trào lưu văn minh của thế giới, phải chùn bước trước sự nhẫn nại, chịu đựng, kiên cường của chúng ta. Họ phải bí lối đưa ra những mưu mẹo hèn hạ bắt bớ những nhà ái quốc chân chính, cho an ninh mạng rình rập dùng những kẻ thiếu ý thức, buông lời thô tục, hạ cấp, chửi bới những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hay phải chèn ép, ăn chặn tiền bạc từ lòng nhân đạo của thế giới muốn giúp đỡ, xây nhà cho đồng bào Việt Nam nghèo khổ, đáng thương. Hành động của nhóm đầu sỏ Cộng sản Việt Nam giống như một bọn thảo khấu, không còn tư cách và tư thế của một nhà cầm quyền. Nhưng ngay chính những đảng viên Cộng sản rất trung kiên của đảng cũng đã thức tỉnh, có mong có sự thay đổi, nên đương nhiên chế độ tà quyền Cộng sản vô đạo, bất nhân, ngu tối này đã mất chính nghĩa, đang đi vào bóng tối, phải bị khai tử là xong luôn nha. Còn chế độ Việt Nam Cộng Hòa, dù chỉ tồn tại 20 năm, nhưng cho đến bây giờ vẫn được người dân thương yêu, trân trọng. Cả những bộ quân phục, những tác phong, những bài ca xa xưa thời chinh chiến ấy vẫn được nhiều người yêu thích, ca hát hay tìm đọc. Sự thật đó chứng minh chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã đi vào lòng người, đang sánh vai cùng thời đại. Nên khi Tổng thống Đào Minh Quân khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dù đã áp bị biết bao ngăn trở, bị vùi dập, bị Cộng sản vu cáo, phỉ báng, vẫn đứng vững, vẫn ngự trị trong tâm hồn của những người Việt Nam chân chính, vẫn hiên ngang tiến bước, sánh vai cùng các đồng minh văn minh tiến bộ khắp thế giới. Hàng triệu đồng bào thân yêu đã bất chấp sự đe dọa của Cộng sản Việt Nam để trưng cầu dân ý, bầu chọn và trao trách nhiệm cho Tổng thống Đào Minh Quân đại diện cho toàn dân, đứng ra triệt hạ bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, giải tán cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phản dân hại nước, không do dân bầu lên. Thêm vào đó, Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa của Quốc hội khóa 1 đầy nhân bản, thương yêu, cũng đã tuyên xưng và ban tước vị Đức Quốc Công cho Tổng thống Đào Minh Quân là vị lãnh đạo đứng đầu của quốc gia Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam với cái gọi là nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn lý do gì để tồn tại, còn danh nghĩa gì để cố níu kéo một quá khứ chiến tranh, chia ly, tan tác, nghiệt ngã, chết chóc, tù tội, đau đớn của thời xưa kia cho đến hôm nay. 45 năm, hơn nửa đời người, nhưng đối với lịch sử thì vẫn còn quá ngắn. Thế mà chế độ đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, dù chỉ tồn tại trong 20 năm, từ năm 1955 cho đến 75, tưởng đã bị chôn vùi là cát bụi kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng từ trong quan tàn đổ nát, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hậu thuẫn của Việt Nam Cộng Hòa đã được thành hình mạch sống và tinh thần của tiền nhân vẫn tiềm ẩn trong lòng người, vẫn có mặt với lịch sử, với sự hiện diện của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa như cơn sóng thần đang tiến về Việt Nam, làm cho toàn đảng Cộng sản Việt Nam hoảng sợ.
làm cho toàn đảng Cộng sản Việt Nam phải hoảng loạn. Cùng tất biến, đó là lẽ quyền thông của vũ trụ, để Tam Việt Nam Cộng Hòa như những tia nắng ấm mùa xuân, ẩn tàng, chưa nhìn thấy. Nhưng qua hết mùa đông băng giá, sẽ là bình minh bừng lên trên đất mẹ. Với sự reo vui thân thiết của hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam, đó là niềm hy vọng, là sự khao khát của toàn dân, là tất yếu của lịch sử mà nhóm nhỏ bắt bộ phủ Cộng sản Việt Nam xuẩn động, phản quốc, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt, không có cách nào ngăn chặn được. Cùng các cán binh bộ đội Cộng sản, đảng viên Cộng sản Việt Nam, trước năm 1975, có lẽ các vị rất căm ghét Việt Nam Cộng Hòa vì bị Hồ Chí Minh tuyên truyền đổ lỗi là miền Bắc nghèo khổ và vu cáo chúng tôi là ngụy, tay sai của Mỹ để giày xéo Việt Nam. Nhưng như anh chị em đã thấy nước Mỹ như thế nào, có phải chính anh chị em và thân nhân đã và đang tất bật tìm đủ mọi cách để định cư nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ? Anh chị em cũng nhìn thấy tận mắt nước Nhật đầu hàng nước Mỹ và bị đóng chiếm đóng, nhưng đã được Hoa Kỳ giúp trở thành đại cường quốc kinh tế ra sao? Các vị cũng đã biết trước đây nước Tàu nghèo đói, mạt rệp như thế nào. Họ từng bị chết đói 40 triệu người thời Mao Trạch Đông, nhưng nhờ Tổng thống Nixon và nước Mỹ giúp đỡ, từ thập niên 1970 mà ngày nay mới trở thành một cường quốc. Các vị cũng đã thấy cờ máu do các vị đổ ra, làm uổng phí thời thanh xuân của mình, đã bị Tàu Cộng lợi dụng cướp Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm Nam Quan, Bản Dốc, xâm lăng nhiều phần lãnh thổ Việt Nam, tạo cơ hội cho chúng đầu độc môi trường, cướp bóc dân chúng, sát hại ngư dân, lại còn mở cửa khẩu cho chúng đem trùng độc Vũ Hán, gieo họa cho toàn dân nước ta, tội này ai gánh? Đó là không kể tài nguyên dầu khí của Việt Nam lớn hơn 72 lần của nước Ả Rập, Kuwait, cũng đang bị Tàu Cộng cướp cạn, mà chỉ có một nhóm cầm đầu Cộng sản Việt Nam được chia phần. Muốn mau lấy lại mỏ dầu khí của nước ta, các vị hãy nghe lời kêu gọi siêu đoàn kết của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để sớm được góp công cùng hưởng thụ phần phồn vinh phú cường ấy. Các vị nên cư xử tốt với những người đã từng là anh hùng, là đồng chí của mình. Họ cũng đã và đang phản tỉnh, dùng lên đòi độc lập, thật sự tự do thật, chứ không phải là thứ giả trá mà Hồ Chí Minh từng rêu rao lừa phỉnh. Không có gì quý hơn. Họ đang bị các vị giả mạo danh xưng là luật pháp, là viện kiểm soát, là thẩm phán, là công an, là an ninh để bắt bớ, cầm tù với những bản án phi nhân, phi lý, bất công do bọn lệnh trên gian ác đã định đoạt sẵn. Đây là thủ đoạn ác độc, ném đá dấu tay, khiến các vị phải chịu trách nhiệm, bị trừng phạt sau này. Khi luật pháp được chỉnh đốn, xét xử công minh, chắc chắn ngày mai đổi đời, một số lớn trong những người Cộng sản ly khai này
sẽ được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa bổ nhiệm vào những chức vụ tương xứng trong Chính phủ, và có thể sẽ trở thành thủ trưởng là lệnh trên của các vị trong tương lai. Điều duy nhất mà các vị phải có can đảm thực hiện một lần trong đời là xác quyết không làm tai sai cho Tàu Cộng bằng một chữ ký không chấp nhận Hồ Chí Minh. Một tên gián điệp Tàu Cộng đã là giả làm người Việt gây ra cuộc chiến tương tàn nồi da sáo thịt hai miền Nam Bắc. Chỉ có vậy thôi, từ đó chúng ta có thể cùng chung hưởng an bình trong một quốc gia dân chủ và phú cường. Cho dù các vị chưa đủ can đảm làm điều này, thì trước sau sự thật này cũng được phơi bày tại tòa hành sự quốc tế, và đảng viên Cộng sản Việt Nam phải tan rã. Lúc đó, các vị có muốn được vinh dự đóng góp công đức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tương lai của các thế hệ con cháu bằng một chữ ký cũng đã muộn. Ngược lại, những người đã từng theo đảng Cộng sản, nhưng nay đã biết phản tỉnh, tìm về với cội nguồn dân tộc, thì đương nhiên quý vị ấy sẽ được hưởng sự độ lượng khoan hồng như chủ trương bỏ Cộng còn Việt và đường lối Việt không viết Việt của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã đề ra, và tôi cam kết thi hành. Họ cũng được bảo toàn danh dự, sinh mạng và tài sản hợp pháp, hầu cùng toàn dân và con cháu chung xây dựng lại một đất nước Việt Nam dân chủ, phú cường, hãnh diện, chung vai tiến bước và toàn dân và toàn nhân loại. Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả tân chỉ huy, những anh thư hào kiệt Việt Nam yêu nước chân chính đã được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa tuyển chọn để phục vụ cho dân. Chúc anh chị em luôn tràn đầy phước lành, trí tuệ, minh mẫn để đem tình thương, công lý và hòa bình đến cho quê hương Việt Nam. Xin Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi luôn gia hộ, độ trì, ban muôn ơn lành cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả chúng ta trân trọng. Thưa lệnh Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Trung tướng Trần Ngân Giang. Khoa đã đọc xong cái thông báo ngày 10. Đây là cái thông báo mà gửi đến cho những người đảng viên Cộng sản Việt Nam và toàn dân Việt Nam của chúng ta. Nếu ai trong hoàn cảnh nào thì chúng ta làm theo hoàn cảnh đó. Thí dụ như là tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam, với lời kêu gọi của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì hãy thức tỉnh, quay về với chính nghĩa quốc gia để mà cùng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà anh chị em, đảng viên Cộng sản đó muốn cùng với Chính phủ thì phải ly khai với Cộng sản Việt Nam và phải ký đặt mặt Hồ Chí Minh, tên gián điệp Tàu Cộng mà Cộng sản Tàu đã gài trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì anh chị em sẽ trở thành người Việt Nam chân chính, và tất cả những chức vụ tướng lãnh mà anh chị em đang làm cho Cộng sản Việt Nam thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa cũng sẽ bổ nhiệm với cái chức tương đương như vậy, để cùng nhau bảo vệ Tổ quốc, đem tự do ấm no về trên đất mẹ Việt Nam với nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Còn toàn dân Việt Nam của chúng ta thì cứ mạnh mẽ tham gia trưng cầu dân ý. Mỗi lá phiếu là một vũ khí, một lá phiếu là một tình thương. Chỉ cần chúng ta siêu đoàn kết cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, thì nước Việt Nam của chúng ta sẽ soi sáng khắp quả địa cầu như cái bài hát mà Phá Thường mở màn khi live stream Việt Nam Đào Minh Quân. Việt Nam sẽ soi sáng khắp quả địa cầu.
tất cả những đau thương chết chóc trên đất nước Việt Nam chúng ta hãy xóa bỏ. Hãy đem tình thương bác ái, hãy đem tự do ấm, no hạnh phúc về trên quê mẹ Việt Nam. Hiện nay, đất nước Việt Nam chúng ta có một kho dầu khí khổng lồ ở Biển Đông. Mà nếu chúng ta không lấy lại, thì cái phần mà hưởng đó thuộc về Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam chứ không phải người Việt Nam. Anh chị em có thấy Cộng sản Việt Nam có khai thác cái gì mà để mà phát cho dân hay không? Không bao giờ có. Tại vì cái chế độ Cộng sản đó thì nó chỉ biết cho nó mà thôi. Chứ nó không có cần thương ai cả. Miễn sao nó có tiền đầy túi, nó có xe sang, nó có lâu đài, nguy nga tráng lệ để nó hưởng thụ mà thôi. Nó không cần người Việt, không cần biết người Việt Nam sống ra sao, khổ ra sao. Tại vì cái chế độ độc tài, đã nói độc tài thì nó muốn là một mình nó, là một cõi cả. Chúng ta đã nếm được cái mùi đau khổ 45 năm ở miền Nam và hơn 80 năm ở miền Bắc. Thì nó đã quá đau khổ rồi. Anh chị em hãy dạ, hãy xóa bỏ đi. Hãy đem những cái gì mới mẻ. Có phải anh chị em mua đồ vậy, anh chị em thấy nó cũ, anh chị em thấy là bây giờ người ta ra những cái món đồ rất là tối tân, mới mẻ, thì anh chị em muốn đi mua cái mới phải không? Thì chúng ta, đất nước Việt Nam cũng vậy. Chúng ta thay đổi mới được đất nước Việt Nam với nền tự do. Trước năm 1975, thì thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã được phồn thịnh trong 20 năm mà bị Cộng sản Việt Nam bức tử. Nhưng hiện nay, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã khôi phục lại nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cứ nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa đã chết, nhưng mà nó đã sống lại trong lòng dân tộc Việt Nam, trong lòng của những người ở hải ngoại còn nhớ tới tiền đồ của Tổ quốc, không cam lòng chấp nhận để cho Cộng sản dạy xéo đất nước Việt Nam mà còn dâng bán cái đất nước của chúng ta cho Tàu Cộng. Từ trong quan tàn đổ nát đó mà đã có sản sinh ra một vị anh hùng của đất nước, đó là Tổng thống Đào Minh Quân, hiện nay là lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là người mà sẽ giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam bằng công pháp quốc tế, bằng tòa án quốc tế, bằng tất cả những gì mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã ra sách lược và chiến lược. Cái thế quốc tế chúng ta đã có, chỉ còn cái thế quốc dân mà cũng rất là may mắn. 5-6 triệu đồng bào đã tham gia trưng cầu dân ý, nên hôm nay chúng ta mới có Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Đào Minh Quân đã nhận trọng nhiệm ngày 11 tháng 11 2018, đã trở thành Tổng thống đầu tiên của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng vẫn kêu gọi toàn dân hãy mạnh mẽ trưng cầu dân ý để trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta muốn sống trong một thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta phải nói lên tiếng nói, chúng ta phải trở thành công dân của một thể chế đó thì anh chị em mới hưởng được tất cả những gì mà thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đem về trên đất mẹ Việt Nam. Nó rất là dễ và đơn giản, chỉ cần 3 đến 5 phút là anh chị em đã làm xong. Thì mời tất cả anh chị em có tấm lòng yêu quê hương đất nước, muốn giải thể Cộng sản Việt Nam, muốn hưởng tự do trên đất mẹ Việt Nam, thì mời anh chị em vào cái đường link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us hay là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý.com. Anh chị em vào hai cái đường link đó, anh chị em điền xong thì anh chị em gửi đi, thì anh chị em có cái mã số căn cước của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nó rất là dễ, như là đầu tiên Pha đã nói là nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó có sức mạnh vô song, có thể đánh sập cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Nó rất lễ dàng, nó giống như một bức, giống như chúng ta bắn một lượt
triệu 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 mũi tên bắn sập cái chế độ mà cái trường thành mà Cộng sản Việt Nam nó đã bưng bít, nó đã giam giữ đất nước Việt Nam, con người Việt Nam của chúng ta. Dạng dạng, ngàn triệu triệu mũi tên, tức là mỗi lá phiếu, bắn thẳng vào cái thế chế Cộng sản Việt Nam, thì đất nước Việt Nam sẽ được tự do, tươi sáng. Thì bây giờ Hoa mời tất cả anh chị em nghe. Cái đó là cái thông báo mới nhất, và có cái thông báo bổ nhiệm nữa. Nếu có thời gian Hoa sẽ đọc, còn nếu không thì mời anh chị em xem cái live stream của đại biểu Kim Quỳnh sau khi mà Hoa đã live stream xong. Thì bây giờ Hoa mời tất cả anh chị em, chúng ta hãy cùng nghe bài Sấm, nghe Sấm, nghe Sấm thơ, để anh chị em thấy là Sấm đã viết cách đây 500 năm về trước, nhưng mà tất cả những Sấm thơ này nó có liên quan tới Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì bây giờ Hoa mời tất cả anh chị em, hai ngày trước Hoa đã mời anh chị em nghe rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nghe tiếp. Bây giờ Hoa xin mời. Xin lỗi, tại vì có người gửi cái tin nhắn vô nên nó bị đứt, thì mời anh chị em nghe lại. Cái Sấm thiên thơ này nói miêu tả lại giống y như ở tụ nghĩa đường,
Nên anh chị em đã nghe là một gian thánh miếu. Ở Bởi Tụ Nghĩa Đường cũng có cái gian thánh miếu. Bây giờ Pha mời anh chị em nghe thêm một đoạn sấm nữa thì Pha bắt đầu giải thích để kể cho anh chị em sơ về Tụ Nghĩa Đường. Đó là sấm trạng trình, sấm ký mà nói và miêu tả tất cả giống y như là ở Tụ Nghĩa Đường. Và tất cả cũng giống như cái trường hợp của Đức Quốc Công là người mà đang cứu đất nước Việt Nam. Thế nên đồng nhiệm này á, thì thấy nó rất là giống về cái cuộc đời và cái công trình mà giúp dân cứu nước, chịu khổ tại Tụ Nghĩa Đường và miêu tả ở Tụ Nghĩa Đường. Nó rất là giống trong cái sấm thiên thơ này. Mà đồng nhiệm này muốn ngâm để gửi lại, gửi đến cho tất cả anh chị em. Trong sấm ký này có những cái mà đã được viết ra 500 năm về trước, nó rất là lâu và xa xưa như vậy. Mà bây giờ lại có một người giống y như trong sấm thiên thơ này. Cái đó mà một cái rất là kỳ lạ. Thí dụ nãy Pha đã nói là một gian thánh miếu, mình thầy ngồi tu. Thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã tu tại Tụ Nghĩa Đường. Hồi nãy giờ thì nó rất là dài, có thể chúng ta cũng không có nhớ hết. Nếu anh chị em muốn nghe lại cái lời ngâm này từ hai cái đoạn sấm này, thì anh chị em sẽ thấy người ta miêu tả nó giống y như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là người mà mang cái sứ mệnh để mà giúp dân cứu nước. Tại sao sấm thiên thơ cách đây 500 năm về trước đã viết như vậy? Thì rõ ràng là chúng ta thấy cái đất nước Việt Nam, cái vận mạng của đất nước Việt Nam, chúng ta phải có người cứu. Mà một người đã tha, đã chạy trốn cộng sản ở nửa dòng trái đất bằng cái sách lược chiến lược mà
không làm khổ dân. Dầu chúng ta không biết là rồi đây, những gì sắm và những gì Đức Quốc Công làm nó như thế nào thì chúng ta cũng không có ai biết được. Nhưng mà những lời thơ qua sắm đó thì phải thấy nó rất là giống. Nên tất cả những đồng nhiệm nhìn vào đó, hãy tin đây là một đất nước Việt Nam của mình, có một người mà đã định được định sẵn là một người mang cái sứ mệnh cao cả. Mà nếu đã nói là sứ mạng cao cả, thiêng liêng, thì chắc chắn người đó phải rất là hiền từ và đạo đức. Thì tất cả anh chị em cũng thấy Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kêu gọi toàn dân tham gia trưng cầu dân ý, là anh chị em đâu có thấy nó đổ máu đâu. Chỉ cần anh chị em nói lên cái lập trường của mình là muốn giải thể Cộng sản Việt Nam qua trưng cầu dân ý, ký đặt mặt Hồ Chí Minh, không chấp nhận Cộng sản có mặt trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thì Cộng sản Việt Nam sẽ bị giải thể. Nếu anh chị em tin vào sấm ký, tin vào đường lối của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cũng giống như sấm ký vậy. Tất cả người Việt Nam của chúng ta ai cũng mơ ước tự do, mơ ước một đất nước phồn thịnh, giàu có, để người dân có một cuộc sống mà không cần, không lo sợ đói nghèo, và tin chắc ai cũng muốn cả. Thì chúng ta hãy thử một lần. Hãy thử một lần trưng cầu dân ý, thay đổi vận mạng đất nước Việt Nam với cái hệ thống tối tân hiện đại nhất, dễ dàng và nhẹ nhất. Anh chị em có thể ở bất cứ nơi nào, anh chị em cũng có thể trưng cầu dân ý. Ở ngoài đường, ở trên xe, ở trong phòng, công viên, hay là trong siêu thị, tất cả nơi nào anh chị em cũng có thể làm. Nó dễ dàng, nó nhẹ. Anh chị em chỉ cần trưng cầu dân ý xong thì anh chị em hãy ngồi đó chờ lời hiệu triệu của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cái là hiệu triệu để cho anh chị em Việt Nam chúng ta cùng nhau xuống đường để ăn mừng ngày đất nước Việt Nam của chúng ta tươi sáng. Ngày đó là một ngày vinh quang nhất với một nước Việt Nam, với thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Duy nhất là một Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chứ không có một chính phủ nào khác. Do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Chỉ một người duy nhất. Anh chị em đừng có nghe là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa nào cả. Hai ngày trước anh chị em đã xem pha phát là khai sáng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống đã tuyên bố khai sáng Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái Việt Nam Cộng Hòa đó, người nào khai sáng thì cái nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đó mới có hiệu lực. Nên anh chị em đừng có chạy quanh co mà hãy chạy vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để anh chị em có được tự do sớm nhất, mà anh chị em không có sợ Cộng sản nữa. Tại vì anh chị em trưng cầu dân ý rồi thì anh chị em hãy giữ vững lòng tin. Anh chị em chờ đợi một nền tự do về trên đất mẹ Việt Nam thì anh chị em tới chừng đó anh chị em không sợ ai nữa. Tại vì cái thể chế tự do là tôn trọng nhân quyền, tôn trọng người dân, chứ không có áp đặt người dân theo cái khuôn khổ mà Cộng sản Việt Nam nó đang làm. Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia. Hai cái câu thơ này anh chị em nghe Pha đọc rất là nhiều lần. Tại sao mà Pha phải đọc nhiều lần? Pha muốn nhắc nhở cho anh chị em là nước Việt Nam của chúng ta rất là đặc biệt. Nội mà chúng ta thấy cái bản đồ hình chữ S là chúng ta thấy nó đặc biệt hơn người ta rồi. Nên chúng ta phải bảo vệ lấy đất nước Việt Nam, không để lọt vào tay Tàu Cộng. Đó là một kho tàng văn hóa, một cái kho tàng vô giá mà không có nước nào có. Nội cái kho dầu khí tại Biển Đông là gấp 72 lần của quê thì anh chị em đã thấy là nó lớn như thế nào. Chúng ta chỉ cần khai thác cái kho dầu khí lên thì người dân Việt Nam không có sợ đói nghèo nữa. Bây giờ, nãy giờ thì anh chị em nghe Pha kêu gọi trưng cầu dân ý, thì bây giờ Pha trở lại cái bài sấm thiên thơ ở tổ nghĩa đường. Một gian thánh miếu mình thầy ngồi tu. Chắc tất cả đã được giống như đã định sẵn rồi.
Và hồi nãy anh chị em cũng là nghe là nước thánh, ở trong đó cũng có kể, ở tù nghĩa đường đặc biệt là nó có một cái nguồn nước, nó rất là khô khan, ở đó không có gì nữa. Anh chị em lên đó, anh chị em thấy cây có nó cũng không có tốt nữa. Nó giống y như là đất cát không à, là hay kêu bằng cái sa mạc Adelanto đó. Nhưng mà đặc biệt ở đây là có một cái mạch nước ngầm mà nước rất là ngọt. Thì ở trong sấm thiên thơ cũng có. Hồi nãy anh chị em đã nghe nước thánh, mà tại sao nó lại trùng hợp như vậy? Nước đó nó rất là sâu, khi mà bơm lên nó rất là trong. Nó trong như anh chị em mua nước suối vậy nè, nó không có đục. Nó đặc biệt là như vậy. Và uống cũng rất là ngon, mà nó có cái chất khoáng rất là cao. Thì Hoa có nghe là Đức Quốc Công kể là mấy cái công ty khai thác đó nó cũng muốn khoan lên, giống như là nó muốn mình bán cho nó. Nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân thì không có muốn. Đó là một cái rất là kỳ lạ. Những gì mà trong sấm thiên thơ đó miêu tả nó gần giống như vậy luôn. Nó không có khác nhiều. Đó là nguyên nhân tại sao mà đồng nhiệm lại muốn ngâm để cho anh chị em nghe được cái giọng ngâm mà ngân nga, rồi anh chị em ngồi trầm tư, rồi anh chị em nghe lại để anh chị em đi tìm. Anh chị em có thể lên mạng tìm sấm thiên thơ của Trạng Trình. Thì ở trong những cái đoạn ngâm đó nó cũng có là trang mấy, chương mấy. Thì anh chị em đọc thử hết tất cả. Pha còn rất là nhiều, nhưng một chương trình thì Pha không có thể phát nhiều. Ngày hôm qua Pha nhận được cũng là 5-7 đoạn như vậy, mà mỗi một đoạn thì khoảng 2-3 phút. Tại nó rất là dài nên chúng ta không, dù chúng ta nghe dài chúng ta cũng không có hết, có nhớ hết. Cái tụ nghĩa đường thì theo cải lại đó, cái tụ nghĩa đường mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mua là để quy tụ tất cả những người có tấm lòng yêu nước, cũng giống như một nước Việt Nam nhỏ. Nhưng mà theo thì Pha nghe kể lại là lúc mua đó thì coi trên mạng thôi. Mua thì mua cái địa chỉ đó, nhưng mà cứ đi xem thì cái miếng đất nó không đúng như vậy. Nhưng mà Đức Quốc Công nghĩ là không có sao cả, tại nó cũng là sa mạc. Bây giờ miếng đất kế bên, miếng đất cách xa chút xíu thì nó cũng là sa mạc, nó cũng chả có cái gì. Hiện bây giờ nó cũng vậy, nó không có cái gì tốt hết á. Thì lấy đại thôi, nhưng mà cái đó là cái đặc biệt, nó cũng xui khiến như thế nào đó. Thì cái miếng đất này nó lại có cái nguồn nước, rồi sau đó nè xây nó là kỳ đài, rồi xây gian thánh miếu, tất cả là miêu tả rất là giống như những gì ở tụ nghĩa đường, và miêu tả con người của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh cũng vậy. Nên cái đó là một điều kỳ lạ, tại vì nó quá giống nên ai cũng nghĩ là nó có cái gì huyền bí. Mà cái bằng chứng là tất cả anh chị em của chúng ta đều thấy Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kêu gọi toàn dân tham gia trưng cầu dân ý nhẹ nhàng như vậy, và hãy kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam bằng công pháp quốc tế, chứ không có kêu anh chị em xuống đường để mà ra trận hay ra chiến trường để đối địch cùng Cộng sản Việt Nam bằng vũ khí tối tân hiện đại gì cả. Nếu muốn vũ khí tối tân hiện đại thì chỉ cần chính phủ Hoa Kỳ, đồng minh ở Biển Đông là có thể họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Nhưng mà cái chính phủ này nó khác, không giống như một chính phủ nào cả. Nên tất cả anh chị em hay nghe là cái câu tâm trị đó. Cái đất nước Việt Nam của chúng ta, con người Việt Nam đã bị Cộng sản nó làm tan hoang hết. Con người Việt Nam của chúng ta đã mất đi cái bản sắc dân tộc từ trước tới giờ. Thì vì chúng ta sống ở một cái thể chế đó, họ áp đặt cho chúng ta rất nhiều nhiều điều mà chúng ta không có dùng giải được. Rồi Cộng sản thì rất là ác, nên làm cái bản tính con người của chúng ta cũng thay đổi. Vì thế nên cái cuộc chiến tâm trị này muốn đưa anh chị em trở lại một con người thật của mình, không cộng sản, không có tâm ác, mà chỉ có tâm lương thiện. Nếu chúng ta có một cái tâm lương thiện, chúng ta có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, chúng ta không có sợ áp lực, cũng không có sợ bất kỳ một cái gì, tại vì chúng ta không có làm ác.
chúng ta chỉ làm thiện mà thôi. Thì làm thiện thì lúc nào cái tâm chúng ta cũng thanh tịnh cả. Nên Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân muốn đưa nước Việt Nam trở lại thời Thượng Quân Thánh Đức. Mà muốn được thời Thượng Quân Thánh Đức thì chúng ta phải có tâm trị. Phải đưa tất cả người dân Việt Nam quay về con đường đạo đức. Chỉ có đạo đức chúng ta mới không làm ác, mới không gây tội lỗi, mới không gây tan thương chết chóc. Anh chị em có thấy Cộng sản Việt Nam có đạo đức hay không? Không có. Vì không có đạo đức, họ mới giết người, mới hành hạ người. Chứ nếu họ có, thì mỗi một cái gì họ làm, họ sợ người ta bị tổn thương, sợ người ta bị chết thì họ không có làm. Nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa phải khác hơn tất cả mọi cái thể chế, mà nó nói là có thể khác hơn cả thế giới. Nước Mỹ là một nước tự do, cũng là dân chủ, cũng là một cường quốc nổi tiếng trên thế giới. Họ cũng có đức tin tôn giáo. Chắc anh chị em cũng thấy Tổng thống Trump cũng hay kêu chúng ta cầu nguyện, hay là kêu toàn dân cầu nguyện. Họ hướng về nội tâm của mình. Thì Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh cũng vậy. Anh chị em có thấy Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh giải thể Cộng sản Việt Nam mà phải xuống tụ nghĩa đường, ngồi ở đó tu thiền, rồi nghiên cứu sách lược, chiến lược, cũng là nằm trong sách lược giường không nhà trống. Anh chị em đã bao nhiêu đó, anh chị em cũng thấy lạ rồi. Hồi đó giờ đất nước Việt Nam của chúng ta nhiều bậc tiền nhân đã đánh đuổi ngoại xâm, nhưng mà không có ai như vị tổng thống này cả. Hoa cũng không học hết lịch sử Việt Nam, tại nó quá nhiều, mà Hoa cũng phải nói là nó hơi lười. Cũng biết nhưng mà không có biết hết, tại nó quá nhiều. Thì không có cái vị tổng thống nào mà về cứu nước mà cứu bằng cái khách là phải đi ngồi thiền, phải cầu trời khẩn Phật, rồi khi tu thiền xong thì ra kêu gọi người dân trưng cầu dân ý, để cho người dân rất là nhẹ nhàng, thanh thản, mà bằng cái hệ thống văn minh tiến bộ nhất. Rồi kêu gọi người dân hãy đoàn kết lại, hãy thương yêu đồng bọc, rồi có thập bát thức, 7 bài học căn bản làm người chân chính, vấn thị điều hành căn bản. Thì nội bao nhiêu đó anh chị em cũng thấy là một vị tổng thống này nó đặc biệt hơn ai hết. Hoa thì cũng mới lần đầu tiên mới thấy một người, một vị tổng thống mà giải thể Cộng sản Việt Nam mà tối ngày thì chỉ nhân từ và bác ái. Hôm nay thì phải có đồng nghiệp kể là ông xã của chị á, mà khi nghe trong phòng họp FCC đó, thì Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân á, thì có cái câu hãy nhân từ độ lượng, mà hầu như là anh rất là thuộc cái câu này, nên chị nói là tối ngày cứ nói lảm nhảm như vậy, có hãy nghe lời tổng thống dạy, hãy nhân từ độ lượng, mà chị nói là anh rất nói mỗi ngày như vậy luôn, mà anh đã thay đổi hoàn toàn cái cách nghĩ và cách sống của anh hồi trước khi mà gặp Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Tối ngày anh chỉ nhắc là Tổng thống Đào Minh Quân dạy là hãy nhân từ độ lượng. Nhân từ độ lượng là chúng ta tha thứ cho tất cả mọi người. Chúng ta lấy lòng khoan dung độ lượng mà không trách ai cả, không chửi ai cả. Thì anh chị em bao nhiêu đó, anh chị em cũng thấy cái vị tổng thống này là cũng không có giống người nào rồi. Bị người ta chửi rủa rất là thậm tệ, cũng không bao giờ nói. Mà mỗi một lần khi mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân vào phòng FCC thì phải chỉ nghe một cái. Nghe rất là thường xuyên. Hãy tha thứ cho họ. Thì anh chị em thấy bị chửi quá chừng luôn mà cũng hãy tha thứ cho họ. Đừng có sân si. Mình cái việc của mình thì mình cứ làm. Bởi vậy mà động nhiệm mà tối ngày tổng thống dạy là hãy nhân từ độ lượng. Có thể anh đọc cái đó như một lời kinh vậy đó. Và mai mốt chắc phải học cái câu đó từ ảnh đó. Thì tối ngày chỉ nói là một ngày anh cũng đọc mấy lần như vậy để nhắc nhở cho anh là hãy nhân từ độ lượng, hãy tha thứ cho người ta hiểu lầm mình, cứ để thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vì thời gian
nó mới xảy ra cái chuyện mà chúng ta muốn chứng minh. Bây giờ tất cả người dân Việt Nam cứ nghe là trưng cầu dân ý mà anh chị em nói. Trưng cầu dân ý mà thấy lâu quá thì Tổng thống cũng chưa có giải thể được Cộng sản Việt Nam, phải không? Thì thời gian sẽ chứng minh. Còn tất cả những gì mà chúng ta theo đường lối, chúng ta nhân từ độ lượng, thì anh chị em cũng sẽ thấy. Anh chị em chỉ cần đọc Thập Bát Thức 18 điều suy niệm thì anh chị em cũng đã là trở thành một người Việt chân chính rồi, như một lời kinh mà chúng ta nhắc nhở chúng ta. Thì thôi, bây giờ sẵn đây Pha sẽ đọc Thập Bát Thức cho tất cả anh chị em nghe, để anh chị em thấy là vị Tổng thống này không có giống Tổng thống nào á. Nên Pha nghĩ là đây là một vị Tổng thống muốn đưa cái nước Việt Nam trở lại thời Thượng Quân Thánh Đức, đầy nhân từ và độ lượng. Nên tất cả trong sấm ký giết đều giống y như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Mạnh Quân. Thì anh chị em có muốn đi tìm hiểu này sấm này thì anh chị em lên Google. Còn nếu anh chị em muốn nghe lại cái lời ngâm của đồng nhiệm ngâm qua hai đoạn sấm đó, anh chị em nghe đi nghe lại, anh chị em sẽ thấy. Pha nghe mà Pha còn giật mình nữa, nhưng mà chỉ cái sấm dài quá Pha không có nhớ nổi, Pha chỉ nhớ một vài câu trong đó thôi. Pha có thể nghe mấy lần rồi Pha còn chưa nhớ hết nữa, tại nó cũng dài. Thì bây giờ Pha đọc cho anh chị em, chắc Pha tin rằng tất cả nhiều người biết về Thập Bát Thức 18 điều suy niệm này. Nhưng mà Pha vẫn đọc lại một lần để chứng minh cho anh chị em thấy là vị Tổng thống này trong sấm ký đó, nó có liên quan rất là rõ ràng. Tại vì trong sấm giết là nói toàn là những gì gian khổ, những gì đạo đức, những gì nhẫn nhục, những gì hy sinh, bị người đời chửi rủa mà vẫn làm, tiếp tục làm, lại giết khi mà tu hành xong, thì gom tất cả những cái gì mà của nhiều người, nhiều thầy, nhiều, như ở đây thì nói là tóm lại tất cả những lời dạy của bậc thánh nhân, những người mà tu hành, gom góp lại thành 18 điều suy niệm. Thì Pha xin đọc để cho anh chị em thấy là vị Tổng thống này rất là đặc biệt. Anh chị em chỉ cần đọc Thập Bát Thức này, Pha nghĩ là anh chị em đọc là anh chị em áp dụng, là anh chị em có một cuộc sống rất là bình an. Rồi anh chị em chào đón đoàn đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nữa thì anh chị em có cuộc sống hạnh phúc. Vậy là chúng ta có một gia đình hoàn hảo rồi đó. Không sợ đói nghèo, không gây sự, không làm á, không gây tổn thương người khác, mà sống với một tâm hồn rất là bình thản. Thì ba xin đọc Thập Bát Thức 18 điều suy niệm. Điều 1, kho tàng vô tận của ta là nụ cười. Điều 2, thông minh nhất của ta là tự chủ. Điều 3, công bình nhất ta có là thời gian. Điều 4, bạn thân nhất của ta là sức khỏe. Điều 5, an ủi nhất của ta là bố thí. Điều 6, sức mạnh nhất của ta là khoan dung. 7, thông thái nhất của ta là tình thương. 8, hy vọng nhất của ta là tự thay đổi. 9, thành công nhất của ta là sự lễ độ. 10, kẻ thù nhất của ta là tham vọng. 11, cô độc nhất của ta là mặc cảm. 12, dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. 13, đau thương nhất của ta là tự ti. 14, sai lầm nhất của ta là dối trá. Điều 15, ăn năn nhất của ta là bất hiếu. Điều 16, tật nguyền nhất của ta là ghen tị. 17, yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. 18, thất bại nhất của ta là tự kiêu. Nam Quán, Đào Minh Quân, Sa Mạc, A Lì Lên Tổ, Tụ Nghĩa Trường năm 1990. Đó là 18 điều suy niệm gửi đến cho tất cả anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới đọc, suy ngẫm để trở thành người Việt Nam chân chính, để thay đổi cuộc đời của mình, để thay đổi gia đình của mình, để nhà nhà có tiếng cười, yên vui hạnh phúc. Chúng ta không sân si, chúng ta sống có tự chủ, chúng ta sống có nụ cười, chúng ta có sức khỏe, chúng ta biết đem tình thương bố thí cho nhiều người, chúng ta có khoan dung, độ lượng, chúng ta có tình thương, chúng ta có sự lễ độ,
chúng ta không tham vọng, không mặc cảm, không tiệt vọng, không tự ti, không dối trá, không bất hiếu và không gan tị. Và bảo đảm không thịnh nộ, không tự kiêu. Và bảo đảm anh chị em, mà anh chị em đọc đi rồi anh chị em áp dụng như những gì mà ở trong 18 điều suy niệm này. Anh chị em sẽ trở thành một người mới, có đạo đức, có tình thương. Rồi anh chị em sẽ chờ đợi một lần để Tam Cộng Hòa trở về, thì anh chị em có sống trong, sẽ sống trong thời Thượng Quân Thánh Đức. Đó là 18 điều suy niệm. Bây giờ Pha mời tất cả anh chị em nghe bài hát. Chờ hoa một chút. Nếu anh chị em muốn có cuộc sống tự do thì chỉ cần trưng cầu dân ý là anh chị em được tự do. Nó rất là dễ dàng mà nó đơn giản như vậy đó. Anh chị em hãy thử thay đổi cuộc đời của mình để anh chị em có một cuộc sống mới mà không lo đói nghèo. Pha xin chờ chút. Có thể Pha đã đi tìm nó lạc ở đâu rồi. Rồi thôi để cũng nhiều. Bây giờ Pha bắt thử coi có đúng hay không nè. Cái này là Pha chắc chắc sắp cho anh chị em nghe kênh. Bây giờ Pha mời anh chị em nghe bài hát này. Chân đồi một con chim nhỏ buồn rũ trên cành.
say sao. Một lần miên viễn xuôi miền đất hoang tàn, miền không nắng mây trắng lan loài, đêm hoang vu phủ đầy sương gió. Từ đó chim bay ngoài cánh phương nào, tan úa trên trong hồn và tìm chia sẻ nỗi xót đau tràn dần. Cánh mái xuôi ra giữa lòng sâu đất khô, nụ hồng khoe sắc hầm màu mắt yêu thương. Cái bài hát đó anh chị em có bao giờ đoán được người nào đã hát cái bài hát đó hay không, mà ai sáng tác hay không? Vì tổng thống này rất là nhiều tài, vừa biết hát vừa biết sáng tác mà lại vừa biết ngâm viết thơ, ngâm thơ là hầu như là cái gì cũng biết cả. Nếu mà nói đánh võ cũng biết luôn, rồi bắn súng cũng biết luôn, là tại vì là tổng thống là người của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng là đội trưởng đội hắc hổ, nên tổng thống rất là nhiều tài. Thì anh chị em nghĩ rằng nếu mà một vị tổng thống có nhiều tài như vậy á, thì chắc chắn là nước Việt Nam của chúng ta không có sợ cộng sản, không sợ mà không diệt được cộng sản. Tại vì chúng ta phải cần có một người rất là tài mới khắc chế được cộng sản Việt Nam. Anh chị em thường hay nghe Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nói là phải giải thể cộng sản. Thì nếu mà muốn giải thể cộng sản phải có một người khắc tinh cộng sản, mà lại một người rất là nhiều tài. Anh chị em vừa nghe bài hát đó là anh chị em có thể đoán được ai hát hay không. Pha thì Pha nghe cái giọng thì Pha, thật ra thì Pha cũng không biết là hồi Pha chưa bao giờ nghe Đức Quốc Công hát những cái bài hát sau này. Tại vì sau này đấu tranh riết rồi, lớn tuổi rồi không có hát được. Thì chỉ nghe nhưng mà có thể đoán ra đó là tiếng hát của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân.
còn rất là nhiều bài hát mà đã được phổ, đã được viết ra. Tại vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một người nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc trưởng đoàn văn nghệ. Hầu như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân rất là mê nhạc, mê hát. Thì bây giờ Pha mời tất cả anh chị em nghe, nghe một đoạn video đi ha. Để nói về những gì mà Đức Quốc Công, về những gì mà quá khứ mà cái chính phủ này đang làm. Thì bây giờ Pha mời tất cả anh chị em nghe bài và Pha ăn chút. Bây giờ nghe, mời tất cả anh chị em nghe bài, nghe chữ nhẫn, bài thơ tặng vợ hiền. Thì Pha chắc Pha mời tất cả anh chị em nghe để Pha quay cái camera lại. Thì Pha bắt đầu, Pha mở cho anh chị em nghe. Chờ một chút. Sơn biến toàn dân tham chiến, nâng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nát mình cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Sông oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan lành sông dân quốc, vòi hùng chết để cặp ngà cùng kiếp xa bay, nhưng ra kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin đọc hầu quý vị một bài viết của tác giả Cùi Bắp Tiên Sinh dưới nhan đề Ai là anh hùng đương thời. Từ xưa đến nay, bậc đế vương vì đại nhẫn mà được thiên hạ, tướng lĩnh vì nhẫn mà được lâu dài, thương nhân vì nhẫn mà được giàu sang phú quý, người thường vì nhẫn mà có được tri kỷ. Nhẫn nhịn luôn là một đức tính truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Nhìn lại lịch sử, có rất nhiều nhân vật nhờ có đại tâm, đại nhẫn mà làm thành được việc. Trong cuốn Lưu Hầu Luận của Tô Thức có đoạn viết: cổ chi sở vị hào kiệt chi sĩ, tất hữu quá nhân chi tiết, nhân tình hữu sở, bất năng nhẫn giả, thất phu kiến nhục, bạc kiếm nhi khởi, đĩnh thân nhi đấu,
thử bất túc vi dũng giả, thiên hạ hữu đại dũng giả, tốt nhiên lâm chi nhân bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ, thử kỳ sở hiệp trì giả thập đại, nhi kỳ trí thập viễn giả. Đoạn văn này nói lên rằng, kẻ mà được gọi là hào kiệt, ắt phải có tiết khí hơn người. Nhân tình có chỗ không thể nhịn được, bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt kiếm tương đấu, cái đó chưa đủ gọi là dũng. Những bậc đại dũng trong thiên hạ, trái lại thình lình gặp những việc kinh thiên động địa cũng không kinh sợ, vô cớ gặp những điều ngang trái cũng không oán giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và trí của họ rất xa. Một người khi gặp vấn đề về lợi ích của bản thân hay bị người khác làm nhục, nghe phải những lời nói kịch liệt công kích mà có thể thản nhiên nhẫn chịu, không động tâm oán giận, thì đó là một loại đại trí huệ. Người như vậy, họ có thể dùng tâm thái bình thản, khoan dung, đại lượng để đối đãi với ý kiến và sự phê bình của người khác đối với mình. Tôi nhận thấy ông Đào Minh Quân đang làm rất tốt trên cương vị một nhà chính trị, lãnh đạo nhân dân đứng lên dẹp loạn tà quyền cộng sản. Ông không như những con ếch, con nhái, ếch ương làm chính trị, dùng tối đa quay hàm của mình. Những kẻ đó dù thật lòng yêu nước, nhưng đó là những lời nói, hành động của những tên ngốc, ngu, dốt chính trị. Việc bôi nhọ đối thủ chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm. Điển hình là Mã Tiểu Linh đứng núp núp ló ló như cộng sản, núp lùm trước nhà người khác, rồi đăng bài và vênh mặt hãnh diện như mới trèo lên tận mây xanh. Huỳnh Thanh Hoàng thì nói chuyện với một tên Vũ Minh, một tên nổ hơn cả chị Sáu lựu đạn của cộng sản, là tư lệnh không quân Hoa Kỳ, nhưng không tìm được số quân và cuối cùng mang danh khiêng hỏng cho Mỹ. Và anh ta còn phỏng vấn một số người tự cho mình là những anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến giờ thứ 25, khi hàng tướng Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng. Có biến thì dù mang lon tướng, lon tác, vẫn ôm vợ con, bỏ mặc anh em chiến sĩ, đồng bào, hàng năm đeo lon, vác mũ, diễu binh hùng hồn, ôn lại kỷ niệm xưa, trong khi thực tế không có cách gì giải thể cộng sản. Và hơn hết, những người trong video của anh ta nhìn mặt còn rất trẻ, trong khi những người lính Việt Nam Cộng Hòa thật sự tuổi ít nhất cũng 60. Nghề nghiệp của những người này chẳng liên quan gì chính trị quân sự, nên họ dùng cái nhìn hạ hẹp của mình mà so sánh với đại bàng. Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của đất nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Nhẫn, một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn cũng không phải dễ dàng làm được, nhưng ở vào lúc suy sụp trong cuộc đời, hay lúc
bị vũ nhục, đối diện với được và mất, vinh và nhục. Lý trí dùng bình tĩnh, thong dong, khoan dung, nhẫn nại để ứng đối, thì thông thường sự tình sẽ xuất hiện, chuyển biến, mở ra một cảnh tượng mới. Nhẫn là một cách hữu hiệu để rời xa họa, chiêu mời phúc. Chúng ta cùng xem một điển tích về nhẫn trong lịch sử Việt Nam. Trần Quốc Tuấn nhẫn nhịn cho đại sự. Năm 1281, nhân lúc nhà Trần có sự biến động, vua Trần Thái Tông đã mất. Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tông. Nhà Nguyên sai lễ bộ thượng thư là Sài Thung cùng ngàn quân hộ tống sang sứ nước ta. Sài Thung đến kinh thành, nghênh mặt kiêu ngạo, cưỡi ngựa thẳng vào cửa Dương Minh, bị quân lính ngăn cản. Sài Thung không xuống ngựa mà còn dùng roi ngựa đánh thẳng vào mặt quân lính, khiến họ bị thương ở đầu. Sài Thung trách vua Trần lên ngôi nhưng không sang thiên triều để chầu, yêu cầu vua Trần phải sang Nguyên để chầu và triều cống. Vua sai Trần Quang Khải đến sứ quán tiếp thung. Thế nhưng Sài Thung nằm khảnh không ra, Quang Khải vào hẳn trong phòng, Thung cũng không dậy tiếp. Biết tin, Trần Quốc Tuấn xin vua tiếp sứ quân Nguyên. Khi Quốc Tuấn đến, Sài Thung liền vái chào rồi mời ngồi dùng trà. Thì ra Quốc Tuấn đã gọt đầu, ăn mặc giả làm nhà sư Tàu, khiến Sài Thung phải tiếp. Khi tiếp kiến Quốc Tuấn, Sài Thung biết người đối diện mình là ai, liền đưa mắt ra hiệu cho lính hầu. Lính hầu hiểu ý, liền từ đằng sau lấy mũi tên đâm vào đầu Trần Quốc Tuấn đến chảy máu. Thế nhưng ông vẫn nhẫn chịu, điềm nhiên nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Dù rất đau, nhưng do Đại Việt đang ở thế yếu, nên Trần Quốc Tuấn chủ động hòa hoãn, nhằm trì hoãn cuộc chiến tranh với nhà Nguyên, để Đại Việt có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng. Nhờ đó, phải đến 4 năm sau, quân Nguyên mới đem binh sang xâm lược Đại Việt. Lúc đó, lực lượng quân ta đã mạnh hơn, đủ sức chống giặc. Khi 50 vạn đại quân Nguyên tiến đánh nước ta, vận nước rối ren, nhiều người nhắc lại mối thù nhà năm xưa, để Trần Quốc Tuấn nhân cơ hội này trả thù xưa và lên ngôi. Theo đó, cha của Trần Quốc Tuấn là An Sinh Vương Trần Liễu, trước khi chết nhắc lại mối thù nhà với vua và còn nói rõ: con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Thế nhưng Trần Quốc Tuấn không vì tư thù mà làm hỏng việc nước. Trước nhiều lời nhắc lại mối tư thù này, trên đường hành quân, ông nhẫn nhịn cắm cây kiếm mạnh xuống đất đến gãy cả mũi kiếm, thể hiện quyết tâm lo cho an nguy của xã tắc. Chính vì có tâm đại nhẫn như vậy, Trần Quốc Tuấn mới làm được việc lớn, làm quốc công tiết chế, mở ngoặc tổng chỉ huy quân đội, đóng ngoặc đánh với quân Nguyên Mông 2 lần, mở ngoặc lần thứ 2 và lần thứ 3, đóng ngoặc lần nào cũng giành đại thắng, khiến quân Nguyên đại bại, tâm phục, khẩu phục, không còn dám nghĩ đến chuyện sang đánh nước ta thêm một lần nào nữa. Trong khi
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhẫn nại lui vào hậu trường, cùng phối hợp với Mỹ tạo nên một đòn giáng chí mạng vào Cộng sản bằng phát súng đầu tiên là kinh tế tháng 7 năm 1994, làm cho đồng tiền Cộng sản rớt giá thê thảm và số nợ công vào nửa đầu năm 2017 có thể nói là kỷ lục. Tịch số tiền phi pháp của Cộng sản Việt Nam ở Hoa Kỳ, số đảng viên, công an, quân đội thấp bé, từ cấp tá trở xuống, cũng ngậm ngùi nghe theo lệnh Cộng sản, mặc dù đa số đã bỏ đảng trong lòng. Hiện tại là lúc một anh hùng xuất hiện cùng Hoa Kỳ, bắn phát súng thứ hai vào Cộng sản, bằng việc tái sinh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dùng chiếc mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam và sẽ trở thành quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi tình thế thuận lợi nhất. Thế nên, giữa kẻ tiểu nhân và anh hùng, kẻ ngu dốt và thông minh luôn luôn thể hiện bằng lời nói và hành động. Ai là anh hùng đương thời? Ai là thất phu võ mồm? Câu trả lời là ở sự nhận thức của mỗi người dân Việt Nam. Đồng bào đang quyết định số phận của mình và con cháu 100 năm sau này. Người viết bài Cùi Bắp Tiên Sinh. Chúng tôi xin cảm ơn tác giả Cùi Bắp Tiên Sinh đã nhắc lại cho chúng ta bài học về chữ nhẫn qua câu chuyện lịch sử của Trần Quốc Tuấn. Với sự đại nhẫn của Ngài mà Ngài đã cứu nguy đất nước và dân tộc ra khỏi tay quân Nguyên, và từ đó quân Nguyên không còn dám sang quấy phá nước ta nữa. Vậy chúng tôi cũng kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam hãy nhẫn nại, chờ đợi ngày giành lại đất nước Việt Nam khỏi tay kẻ đại thù là Cộng sản Việt Nam. Và hãy mạnh dạn thực thi quyền con người của mình qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Có như thế thì Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc sẽ sẵn sàng giúp chúng ta giải thể tà quyền Cộng sản mà không cần đến bom đạn. Chứ đừng nghe lời xúi giục biểu tình đốt phá. Đó là những chiêu trò của Cộng sản miền Nam, chỉ tạo cơ hội cho Cộng sản Việt Nam đàn áp, giết chóc, xã hội hỗn loạn để chúng cướp chính quyền và đưa dân Việt Nam qua một hình thức nô lệ khác. Trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương trong và ngoài nước. Ba mời tất cả anh chị em cùng nghe tiếp tục bình thơ nha. Soi bầu bầu mẹ yêu.
dù cho phải nắng những lòng thương chẳng lạc màu, vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài bình thơ Cảm ơn vợ hiền của thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân. Như chúng ta đã biết là ông Đào Minh Quân sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ông đã rất thành công trên thương trường và chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã trở thành một trong những người Việt tị nạn triệu phú đầu tiên trên đất Mỹ. Nhưng trong cuộc đời, chúng ta có thể gặp những việc xảy đến ngoài sự dự đoán của chính mình. Ông Đào Minh Quân cũng thế. Một biến cố lớn lại xảy ra trong cuộc đời của ông. Đó là ông được bầu làm thủ tướng do ba thành phần lão niên, trung niên và thanh niên để thay thế cụ Nguyễn Chân rời trọng nhiệm vì lý do sức khỏe. Lúc đó, ông Đào Minh Quân đứng giữa hai con đường, nợ nước và tình nhà. Nếu ông chọn gia đình, thì ai sẽ gánh vác việc nước? Còn nếu ông chấp nhận gánh vác việc nước, thì ai sẽ lo cho gia đình ông đây? Mẹ già, vợ yếu, con thơ và cả công việc thương trường của ông nữa. Nhưng cuối cùng, ông cũng đã can đảm nhận lãnh trọng nhiệm, gánh vác việc nước để thay thế cụ Nguyễn Chân. Vì dân tộc Việt Nam vẫn đang còn nằm trong tay của Cộng sản. Rõ, trong ngày lễ nhận trọng nhiệm thủ tướng, chúng ta đều thấy hai dòng lệ tuôn trào trên khóe mắt của ông. Sau khi nhận trọng nhiệm thủ tướng xong, ông đã quyết định vào sa mạc Adelanto để tự luyện. Kể từ đó, tất cả mọi việc của một người gia trưởng, ông phải để lại trên đôi vai gầy của người vợ hiền. Em đang thay thế vai trò ta, quán xuyến việc nhà với thiết tha. Hay em là lửa ấm trong tim ta, những lúc bôn ba tạp vắng nhà, được ông viết trong bài thơ Tặng Vợ Hiền năm 1992. Người bạn đời của ông đã phải thay thế ông chăm sóc mẹ già, đồng thời bà cũng phải vừa làm cha vừa làm mẹ để lo cho đàn con thơ. Nói chung là bà chấp nhận gánh vác tất cả mọi công việc thay thế cho chồng để ông Đào Minh Quân có cơ hội tu luyện ra giúp dân cứu nước. Sớm hôm chăm sóc đàn con trẻ, trưa tối thăm lo bố mẹ già. Ở đây chúng ta phải thấy rằng ông Đào Minh Quân thật may mắn đã có một người bạn đời thật hiếm có trong xã hội văn minh hiện nay. Mở ngoặc vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, đóng ngoặc, bà chấp nhận gánh vác mọi công việc một cách bình thản, vững tâm, vững trí để chu toàn bổn phận người vợ và người mẹ trong suốt một quãng thời gian dài trên 10 năm. Bình thản trước cuộc đời nghiệt ngã, vững bền trong thế sự phong ba.
Thử hỏi các chị em phụ nữ của chúng ta, có ai làm được như bà không? Những tư tưởng này đã được ông Đào Minh Quân ghi lại trong bài thơ Tặng Vợ Hiền, được viết năm 1992. Qua tấm lòng đại lượng, chung thủy, sắc son của người vợ hiền là một sức mạnh phi thường đã giúp ông rất nhiều trong việc tu luyện tại sa mạc. Vạn lý hành trình ta vững chí, trăm năm son sắc em an tâm. Rồi cứ thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm tháng cứ dần trôi, ông vẫn tiếp tục rèn luyện ý chí tại sa mạc. Có những hôm không ngủ được, trằn trọc trong đêm khuya, nhìn ánh trăng sáng vàng vặc trên bầu trời đêm ở sa mạc, đã dấy lên trong lòng tác giả nỗi nhớ nhà xa xiết, yêu vợ, thương con. Tất cả những hình ảnh này đã được ông thốt ra qua những lời thơ sau đây. Trăng khuya trong sáng thấu lòng ta, tha thiết nhớ nhung em ở nhà. Ngón búp ngày nào còn trắng mịn, tóc thề dạo ấy vẫn thanh cao. Êm đềm xoa dịu khi buồn bực, an ủi mơn man lúc thiết tha. Mãi mãi tình yêu này bất diệt, trong hồn, trong máu, trong tim ta. Nhờ tình yêu và sự hy sinh của người vợ hiền mà tác giả Nam Quán Đào Minh Quân đã cố gắng rèn luyện ý chí sắt đá, sự bền bỉ và nhẫn nại qua hai câu thơ sau đây. Khắc trên núi xám lời bia lạnh, gạch xuống cát vàng tiếng gió đêm. Và ông quyết tâm vững chí tiến bước trên con đường rèn luyện tinh thần đấu tranh để khỏi phụ lòng người vợ hiền đã hy sinh cho ông. Mặc dù thất bại hay thành công, không ai có thể biết trước được. Điều quan trọng nhất đối với ông là cạnh bên ông luôn luôn có sự an ủi của người vợ hiền. Thất bại thành công ta chẳng ngại, có em trong suốt cuộc đời ta. Khi nói đến rèn luyện hay tu luyện, mọi người trong chúng ta đều biết rằng phải nêu ra một số những nguyên tắc căn bản cần thiết để noi theo. Nhưng chúng ta chưa nghĩ đến thời gian phải trải qua để tu luyện. Đó là một thời gian rất dài trên 10 năm trời. Một thời gian thật khủng khiếp, không thể tin nhưng hoàn toàn có thật. Ở cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, chúng ta cứ hình dung ra một người ở một mình trong sa mạc, bốn bề vắng lặng, không một bóng người. Ngày nóng bỏng da, thè lưỡi, đêm xuống lạnh buốt xương. Vì thế, có những lúc ông cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình. Vì nếu công việc rèn luyện để đấu tranh của ông, nếu không đi đến kết quả, thì ông sẽ ân hận biết chừng nào. Vì ông đã trút hết gánh nặng gia đình lên đôi vai bé nhỏ của người vợ hiền và quyết lòng dấn thân cứu dân giúp nước. Ông đã thổ lộ tâm tình này qua hai câu thơ sau đây. Ân hận không làm sao nói hết, một đời không đủ để yêu em. Và ông đã sáng tác ra bài thơ Cám ơn em để nói lên lòng cám ơn sâu xa của ông dành cho người vợ hiền
đã hết lòng chung thủy với ông, đã từng chia sẻ ngọt bùi, cay đắng với ông, và trong bất cứ hoàn cảnh nào, bà cũng tỏ ra nhịn nhục, chấp nhận hy sinh, không than vãn, và nhất là hết lòng chung thủy với chồng. Khi ta biết có trễ không em, một tấm lòng kia như sóng êm, vỗ đá rì rào không biết mệt, hứng trăng ống ả chẳng phai màu. Hoặc ông đã hết sức ca tụng những nét dịu dàng đoan trang của người bạn đời yêu quý của ông. Khi ta biết có trễ không em, để viết lời ca tụng ngọt mềm, một tấm lòng em như bất tận, dẫu buồn hay giận cũng êm đềm, chẳng thở than mà cũng chẳng xem những con sóng dữ như thù hận, chỉ có lòng em thật du êm. Đối với tác giả, người bạn đời của ông, hay nói một cách khác là một nửa con người của ông, là hồn, là máu của ông, là một viên ngọc quý mà Thượng Đế đã ban cho ông, đã cùng ông vượt qua ngàn sâu bể, phong ba, bão táp của cuộc đời. Dù sự tàn nhẫn của thời gian có làm phai đi nét son trẻ của người phụ nữ, nhưng đối với ông luôn luôn trân quý, yêu thương và không gì làm thay đổi được lòng yêu quý của ông đã dành cho người vợ hiền. Khi ta biết có trễ không em, để nhìn ra viên ngọc cũ mềm, nằm bên chân gối vô cùng quý, đã thấm hơi ta biết bao đêm, mặc cho đông lạnh hay hè bức, trong đục không màng không thở than, nửa đời sóng gió trường san lướt, vàng đã có tan tình không tan, đã được thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân viết vào tháng 10 năm 1999. Qua hai bài thơ Tặng Vợ Hiền và Cảm Ơn Em của thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân, chúng ta thấy tác giả và phu nhân của ông là những con người thấm nhuần tư tưởng Khổng Giáo. Thật là quý hiếm trong thời đại hiện nay, một thời đại văn minh, vật chất, không còn mấy ai còn giữ được những giá trị tinh thần, tính nhân bản nữa. Chính vì thế mà tác giả và phu nhân ông đã hy sinh cuộc đời son trẻ của mình với mục đích thật cao quý là cứu nguy dân tộc ra khỏi ách cộng sản và sự tồn tại của tiền đồ đất nước. Thử hỏi, nếu không có sự hy sinh cao đẹp của phu nhân ông, thì ông Đào Minh Quân có đủ can đảm để tiến bước, dấn thân trong công cuộc đấu tranh để giải thể tà quyền cộng sản, chống lại tàu cộng xâm lược cho đến ngày hôm nay không? Trên một phần tư thế kỷ, không phải là chuyện đùa, phải nói đây là một chuyện phi thường, nhưng hoàn toàn có thật, giữa một đất nước văn minh bậc nhất của thế giới là Hoa Kỳ hiện nay. Vậy, chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam hãy tận dụng lá phiếu trưng cầu dân ý, tiếp tay với Thủ tướng Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để đưa con thuyền Việt Nam đến bến bờ tự do càng sớm càng tốt. Đây cũng là con đường duy nhất để mang đến thành công mà không cần đổ máu.
Nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà thơ Mai Tê đã gửi đến cho chúng tôi hai bài thơ với tựa đề Quyết Chiến và Rồi Mai Tê. Trong bài thơ Quyết Chiến, bà cũng đã nhắc nhở lại cho chúng ta sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm từ phương Bắc trong lịch sử oai hùng của dân tộc. Và trong tình thế đất nước hiện nay, bà cũng kêu gọi chúng ta phải đoàn kết, đừng quên nguồn gốc con cháu lạc hồng của chúng ta. Chỉ khác một điều là ngày nay chúng ta khỏi cần phải tuốt kiếm, mà chỉ cần một lá phiếu trưng cầu dân ý cho mỗi người. Vì đó là ngọn đuốc thiêng để giết loài quỷ đỏ một cách hữu hiệu nhất, khôn ngoan nhất. Và sau đây là bài thơ Quyết Chiến. Đất nước tôi đau thương tràn uất hận, lòng căm thù sôi sục của toàn dân. Cùng siết tay ta thẳng bước tiến gần, để giết giặc toàn dân tay tuốt kiếm. Từng tấc đất bờ đê ta tiến chiếm, từng con sông biển cả của quê nhà. Ông cha ta đổ máu để gầy ra, không thể để rớt vào tay tàu cộng. Dù Việt cộng manh tâm đem chiều cống, dẫn giặc tàu về giày xéo non sông, mẹ Việt Nam thổn thức máu tuôn dòng. Con dân Việt không còn đường để sống. Hỡi anh em, ta dòng giống lạc hồng, không khiếp sợ, không đầu hàng phương Bắc. Hãy trỗi dậy, toàn dân ta giết giặc, dùng những gì ta có ở trong tay. Đuốc thiêng là lá phiếu giết giặc này, cùng cất tiếng qua trưng cầu dân ý. Cả toàn dân cùng một lòng quyết chí, lật tà quyền trách nhiệm của toàn dân. Giờ tử vong của giặc điểm thật gần, cùng quyết chiến dân tộc ta toàn thắng. Nước Việt Nam sẽ chan hòa ánh nắng, dân tộc ta có độc lập tự do, con cháu ta được áo ấm cơm no, cờ hoàng sắc oai hùng trên đất Việt. Và sau đây là bài thơ thứ hai của bà. Bà cũng khuyên mọi người dân Việt hãy tỉnh thức, để đừng bị du ngủ bởi bọn cộng sản miền Nam mà lầm đường lạc lối, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì thật là khốn cho dân tộc Việt Nam. Bài thơ thứ hai của bà dưới nhan đề Rồi Mai Tê. Ghi chú, Mai Tê không những là bút hiệu của thi sĩ và cũng có nghĩa là mai đây. Rồi Mai Tê sẽ về thăm quê cũ, khi quê hương không còn bóng quân thủ. Những hàng me rợp bóng lúc vào thu, gió se lạnh khi hoàng hôn thấp thoáng. Quanh tôi đây hương thơm còn thoang thoảng, của hoa hồng, hoa bưởi hay hoa ngâu. Đất nước tôi giờ xanh ngắt một màu, những đồng lúa, đàn cò bay thẳng cánh. Dù đã trải qua rất nhiều bất hạnh, mẹ Việt Nam vẫn bất khuất kiên cường, biến hận thù thành muối của quê hương. Khuyên con trẻ tránh xa lời du ngủ, đừng lạc bước lầm đường về lối cũ. Chỉ toàn là tang tóc lẫn đau thương,
và đừng quên ta nòi giống quật cường, phải ngạo nghễ sánh vai cùng thế giới. Ký tên thi sĩ Mai Tê. Sau đây chúng tôi xin trả lời phần góp ý của bạn Tâm Nguyễn Hồng. Vì không có dấu, nếu sai xin thứ lỗi cho chúng tôi. Về việc mở ngoặc và đóng ngoặc, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn lời góp ý về mở ngoặc và đóng ngoặc của quý đầu hương Tâm Nguyễn Hồng. Luôn tiện đây, chúng tôi cũng xin giải thích về công dụng của phần cụm từ nằm giữa hai ngoặc đơn mở và đóng ngoặc. Mục đích là giải thích thêm một vấn đề để giúp cho đọc và thính giả hiểu rõ hơn. Thông thường trong một bản văn ghi trên giấy trắng mực đen thì sau một từ hay một cụm từ nào mà tác giả cần phải giải thích thêm thì tác giả dùng ký hiệu ngôi sao giữa hai ngoặc đơn, tức là mở và đóng ngoặc. Người ta có thể thấy ký hiệu ngôi sao thay bằng số 1, 2, 3, vân vân. Trường hợp có nhiều ghi chú, phần giải thích này được xem như là phần ghi chú thường đặt ở cuối trang, tức là mục footnote. Còn trong trường hợp khi đọc bản văn, chúng ta không có cách gì khác là phần giải thích đó phải được đọc là đọc giữa mở ngoặc và đóng ngoặc. Theo nguyên tắc hành văn, trong một câu văn, nếu chúng ta cần phải giải nghĩa thêm cho một từ hay một cụm từ, chúng ta bắt buộc phải để giữa hai dấu ngoặc. Vậy nếu việc đọc mở và đóng ngoặc có làm cho một số quý vị bị khựng lại thì cũng phải chấp nhận thôi, vì đó là nguyên tắc hành văn trong một câu văn. Tiếng Việt của chúng ta sử dụng phần giải thích thêm đặt trong hai ngoặc đơn, đó cũng là theo mô thức của tiếng Anh hay tiếng Pháp thôi. Hơn nữa, khi chúng tôi đọc một bản văn do chính chúng tôi viết hay do một người khác viết, chúng tôi đều bắt buộc phải tôn trọng triệt để những gì đã được ghi trên mặt giấy. Vì trong ngôn ngữ, mỗi dấu hiệu hay mỗi từ ngữ đều mang một ý nghĩa riêng biệt của nó. Chúng tôi không có quyền bỏ qua hay sửa bất cứ một chi tiết nào hết, vì như thế có thể làm sai lệch ý nghĩa mà tác giả muốn diễn tả. Dù sao, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự góp ý của vị tên Tâm Nguyễn Hồng. Và vị này trong tương lai, nếu có những góp ý khác, xin cứ nêu lên để chúng tôi giải đáp. Trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương trong và ngoài nước. Cảm ơn tất cả anh chị em mà nãy giờ đã xem bình thơ và cái bài học chữ nhẫn. Thì Pha xin tiếp chuyện cùng tất cả anh chị em một chút nữa. Anh chị em đã nghe cái bài viết nói về chữ nhẫn. Thì khi mà chúng ta nghe chữ nhẫn là chúng ta thấy là đã phải chờ đợi rất là lâu. Thì 30 năm mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chờ đợi một thời gian mà nó quá dài, với trong cái công cuộc mà giúp dân cứu nước. Đức Thánh Trần Hưng Đạo chỉ hơn 10 năm, mà cái này 30 năm là bà đã gấp 3 lần như vậy. Mà muốn lấy lại đất tổ không làm khổ dân nên phải chờ đợi và phải kiên nhẫn, chịu tất cả những lời chê, chỉ trích, chê bai, nhục mạ.
hầu như là nó không còn cái chỗ nào cả. Chắc tất cả anh chị em đều thấy ở trên các diễn đàn. Nếu mà tất cả người Việt Nam của chúng ta đó mà ai cũng có tấm lòng hết, cùng chung vai gánh vác, cùng nhau tham gia trưng cầu dân ý hay là nói lên tiếng nói chân chính của mình, thì cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó không có tồn tại lâu như vậy. Anh chị em cũng thấy hiện nay là cái tình hình đất nước rất là nguy ngập với mặt nghị thành đô. Nên cái việc mà giải thể Cộng sản Việt Nam chúng ta cần phải cấp bách. Thì mong rằng tất cả anh chị em qua cái video vừa qua đó, anh chị em có thể nhận thức được lời kêu gọi toàn dân cùng nhau hiệp lực qua bài thơ, tất cả những bài đọc, bài viết hay là giải thích của Hoa là cũng muốn cho tất cả đồng bào Việt Nam, anh chị em của chúng ta khắp nơi trên toàn thế giới cùng nhau hiệp lực cùng với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đưa cái nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về trên đất mẹ Việt Nam. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã có hiến pháp mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã ký ngày 16 tháng 2 2020 vừa qua tại Tụ Nghĩa Đường. Hoa cũng có mặt ở đó. Cái hiến pháp đó có rất là nhiều quyền lợi cho người dân Việt Nam của chúng ta. Nếu anh chị em muốn biết rõ về cái hiến pháp mà 81 trang có luôn chữ ký của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, thì mời anh chị em vào cái đường link, anh chị em vào Google tìm B y ngắn T chấm an l y dài sẹt, anh chị em bấm mà chữ hiến pháp, anh chị em viết nguyên chữ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em viết tắt, anh chị em cần bấm vô cho đầy đủ như vậy thì anh chị em gõ vào tìm thì nó sẽ nổi lên cho anh chị em hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là hiến pháp của một người đồng nhiệm mà đã muốn gửi đến cho tất cả anh chị em đọc nó dễ dàng hơn. Tại vì hiện nay chính phủ đang ở hải ngoại mà tất cả đồng bào ở trong nước, cái phương tiện dễ nhất của chúng ta là chúng ta chỉ cần lên mạng. Anh chị em có thể xem một ngày không hết thì anh chị em có thể vô nhiều lần ở đó để anh chị em đọc, để anh chị em biết cái quyền lợi của anh chị em đang nằm ở trong hiến pháp và luật lệ. Tất cả những gì mà cho một đất nước Việt Nam tươi đẹp là nằm ở trong hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Mong tất cả anh chị em Việt Nam của chúng ta hãy bỏ qua tất cả những thị hèm, ghen ghét, thương không thương. Thí dụ như nói là tôi không thích ông Đào Minh Quân, tôi không thích chính phủ này, nhưng anh chị em không thích, thì cái chế độ Cộng sản Việt Nam, anh chị em sống thì anh chị em cũng chết theo chế độ của họ mà thôi. Tại họ đưa cái mật nghị thành đô, họ đã ký trong cái mật nghị thành đô đó, thì anh chị em không còn con đường nào mà anh chị em thoát khỏi tàu cộng cả. Nên cái tình thế cấp bách, toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy mạnh mẽ lên, hãy nói lên tinh thần bất khuất của người dân Việt. Qua cái bài bình thơ đó, anh chị em cũng thấy một sự hy sinh không phải nhỏ đối với một gia đình. Không có ai bỏ tiền tài danh vọng, bỏ gia đình vợ con để mà lo cái chuyện mà mọi người cứ nghĩ là nó to lớn lắm. Thật sự nó rất là to, nó gần như là giúp lấp biển giá trời, nó không phải dễ chút nào. Nên chúng ta phải đánh đổi sự hy sinh. Chúng ta muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải hy sinh và phải chấp nhận hy sinh bằng đủ mọi hình thức, thời gian, tiền tài, trượt sự phỉ báng, mạ lị, còn có khi nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta nữa. Nhưng mà cái quyền lợi tối thượng của dân tộc, cái tổ quốc Việt Nam của chúng ta là quan trọng nhất. Nếu một người có tấm lòng yêu quê hương đất nước như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân dám đánh đổi tất cả những gì để mà cứu lấy dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì thế nên là trời Phật hồn thiên sông núi đã hộ trì cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân
kéo dài cái sự nhẫn nại, sự hy sinh đó để chờ cái kết quả sau cùng. 30 năm con số 3 và số 0 này hy vọng là năm cuối cùng của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cộng sản đã cướp miền Nam 45 năm rồi. Chúng ta cần 30 năm để giải thể họ bằng công pháp quốc tế, bằng đường lối ôn hòa, bỏ cộng còn diệt, diệt không với diệt. Mong rằng tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam hãy quay về với chính nghĩa quốc gia để chúng ta đưa Việt Nam chúng ta lên ngang hàng với thế giới, để sánh vai cùng năm châu bốn bể. Còn nếu như tất cả đảng viên Cộng sản Việt Nam vẫn còn u mê, vẫn không có trở về người Việt quốc gia, thì chế độ Cộng sản cũng phải bị giải thể. Tại vì á, nếu mà có rất nhiều người tỉnh thức thì chúng ta lấy lại với đường lối ôn hòa, còn nếu như không thì chúng ta phải đánh đổi. Mà cái này á, thì phải tin chắc là không ai muốn cả. Nếu anh chị em không muốn chuyện nó xảy ra thì anh chị em phải mạnh mẽ nói lên tinh thần yêu nước của mình qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Tất cả những gì chúng ta làm là làm cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, chứ không có phải làm riêng cho một cá nhân nào cả. Anh chị em đừng nghĩ là anh chị em trưng cầu dân ý là anh chị em làm đó để cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân hưởng. Không có phải. Chúng ta làm đây là chúng ta làm cho đất nước Việt Nam. Chúng ta cùng chung vai gánh giá để mà đem hòa bình tự do về trên đất mẹ Việt Nam, chứ không phải làm cho bất riêng một người nào cả. Nếu chúng ta nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ mạnh mẽ lên. Một lá phiếu cứu lấy cả một dân tộc. Một lá phiếu nói lên tình thương đồng bào. Một lá phiếu nói lên cái tinh thần mạnh mẽ, bất khuất của người Việt Nam. Chỉ cần 3 đến 5 phút là anh chị em sẽ giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam. Mà giải thể như thế nào thì anh chị em hãy để cho một vị tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng hòa đại diện cho toàn dân Việt Nam chúng ta làm việc đó. Chúng ta chỉ cần một làm một chuyện rất là nhỏ là tham gia trưng cầu dân ý để giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Chỉ đơn giản như vậy thì không có cái gì khác cả. Thì thôi bây giờ phần nghĩ cái live stream nó cũng dài rồi, thì bác cũng xin kết thúc cái chương trình. Vì trước khi kết thúc chương trình thì Hoa mời tất cả anh chị em cùng nghe một bài hát. Bây giờ Hoa mời tất cả anh chị em cùng nghe một bài hát Việt Nam dân chủ hạnh phúc.
ấm no cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi đem đất nước to ngắm núi sông. Tân dân chủ đó nghe, chỉ có chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mới là có Việt Nam Tân Dân Chủ mà thôi, một nước Việt Nam mới. Anh chị em ở trên này thì cứ nói là Đảng Cộng sản Muôn Năm á, nói nhỏ cho anh chị em nghe nè, Đảng Cộng sản Việt Nam sắp bị giải thể rồi. Những người mà ly khai cộng sản đó là họ đã chán ghét cái chế độ cộng sản rồi, nên á nhiều người độc tâm hiệp lực thì Cộng sản Việt Nam không có tồn tại đâu. Nên anh chị em á, hãy mau trở về với chính nghĩa quốc gia của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và một chính phủ duy nhất, một người lãnh đạo duy nhất, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Anh chị em đừng có chạy dông dài, đừng có chạy coi chừng anh chị em chạy lộn chỗ đó là anh chị em xuống hố luôn đó. Anh chị em hãy chạy vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và bảo đảm với anh chị em 110% anh chị em theo sẽ thắng Cộng sản Việt Nam. Tại vì chúng ta may mắn có một vị tổng thống tài đức anh minh, trí tệ và trí huệ, và là có rất là nhiều tài, có thể giải thể được Cộng sản Việt Nam dễ dàng bằng công pháp quốc tế. Chỉ có một người có trí tuệ trí huệ chúng ta mới làm được, còn người bình thường chúng ta không có làm được. Tại vì phải nhìn sâu thẳm của chế độ cộng sản, phải nhổ tận gốc rễ của họ. Nên Pha mong rằng tất cả anh chị em Việt Nam của chúng ta hãy mạnh mẽ lên để trở thành người Việt Nam chân chính. Thì thôi, bây giờ Pha cũng xin kết thúc live stream và mời tất cả anh chị em xem cái live stream của đại biểu Kim Quỳnh cũng live trong Di Thật Là Cộng này. Thì bây giờ Pha xin kính mời tất cả anh chị em, nhưng mà trước khi thì Pha kết thúc thì Pha xin cùng tất cả anh chị em Việt Nam của chúng ta hãy cùng Pha lân dân lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng ta mà sống được tự do, cầu nguyện cho hồn thiên sông núi hỗ trợ cho chúng ta. Thì Pha xin mời tất cả anh chị em cùng Pha dâng lời cầu nguyện. Lạy đấng tối cao, thượng đế, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước Việt Nam và đồng bào thân yêu của chúng con thoát quả cộng sản và chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Quân Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác thì phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Đó là lời cầu nguyện, cầu mong cho đất nước Việt Nam chúng ta sống được tự do một ngày gần nhất. Và Pha xin mời tất cả anh chị em cùng Pha nêu cao tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Yeah.
dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất. Hương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Pha Lê xin trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Cùng tất cả đồng bào anh chị em trong và ngoài nước, chúc một đêm an lành, luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn may mắn trong cuộc sống và thân tâm an lạc. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.